chuối hết say. Nhưng nhớ nha, ăn nhiều sẽ đau răng, càng ăn ngoan luôn nhớ nha. Nhìn xe kem hấp dẫn, món nào cũng ngon quá chừng nào. Em ông quê thơm nồng, kem quê ê răng lắm nè. Qua ghé nhiệt mùa hè nào, chắc chắn bên nào cũng sẽ thích mê. Kem matcha, kem sầu riêng đắng ngậy, kem dâu tây, kem dừa chuối hết say. Nhưng nhớ nha, ăn nhiều sẽ đau răng, càng ăn ngoan luôn nhớ nha. Biba Bibo, chương trình giải trí số 1 dành cho trẻ em đã có mặt tại Việt Nam rồi đây. Hãy cùng chơi với hai anh chị đáng yêu nhất trái đất nha các bé. Anh Bo, lém lĩnh, hoạt bát, thích nhảy và hát, yêu trẻ con và thích đi chơi lon ton. Chị Bi, xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ học hành và rất thích chơi cùng các em nhỏ. Và đừng quên Umechan, đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh nghịch à nha. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Chào chào những búp măng ngon đang mỗi ngày một thêm cuốn lên quanh. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là nào cũng nhớ ta hồng nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống nào cũng nhớ ta hồng nhé học làm điều hay la 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 bi ba bi bo la 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 bi ba bi bo. Măng non đang mỗi ngày một thêm cuốn lớn quanh ta thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là nào cũng nhớ ta hồng nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống nào cũng nhớ ta hồng nhé học làm điều hay la 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 bi ba bi bo la 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 bi ba bi bo. Wow, look! That's a boat. That's a slow boat. That's a slow boat. That's a boat. That's a slow boat. That's a slow boat. Kỹ năng cho bé. Bên bay mùi thơm quá, thơm ơi thật thơm. Giờ ăn bên rồi đầy nhé, vọng tiếng mẹ từ dưới bếp lên. Mọi người ngồi vào bàn ta, bắt đầu giờ cơm vào chén thôi. Năm 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 năm, quá sáng ngon ăn thật là ngon. Là lên keng lên keng lên keng lên keng lên keng. Ta lấy khăn cùng nhau. Yeah, mình đã làm xong rồi. Giờ chơi đến rồi. Mẹ ơi. Dạ.
Umi-chan làm gì vậy ta? Chắc là Umi-chan đang chơi với quả bong bóng. Đây là một quả bong bóng rất là đáng yêu. Và hôm nay Umi-chan có một trò chơi với quả bong bóng này nè các bạn nhỏ ơi. Rồi, anh Bo biết rồi nha. Cảm ơn Umi-chan. Hôm nay anh Bo sẽ bày cho các bé chơi một trò chơi có tên gọi là khiêu vũ cùng bóng. Rồi bây giờ chị Bi sẽ chỉ cho các bé cách chơi nha. Bây giờ chị Bi sẽ mời ba cặp lên trên đây. Ai xung phong? Rồi chị mời hai bạn rồi lên giúp chị nè. Rồi, rồi mời anh một cặp ở bên đây luôn. Rồi Umi-chan mời giùm chị Bi một cặp đi nào. Hai đứa nè. Rồi giỏi quá. Bạn này nha. Ai muốn chơi trò này nữa giơ tay lên nè. Mình sẽ được chơi nha. Ai muốn chơi trò này nè. Rồi. Rồi lên đây. Umi-chan ơi mời giùm. Một bé nữa. Rồi, được rồi. Rồi, chúng ta đã đủ rồi. Chúng mình chơi sau. Rồi, bây giờ chị Bi sẽ phát bóng cho từng cặp nha. Rồi, các bạn ơi, chơi tới lượt mình mà. Giờ mình vô mình chơi nè. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nha. Anh Bo để vô là mình nhảy nha. Bây giờ. Rồi, mình để vô bụng nè. Không nha, trái bên mà rớt là thua nha. Anh Bo ơi, còn một cặp nữa nè. Rồi, bỏ vô chúng ta bắt đầu trò chơi nè. Về đây. Chưa mà. Rồi, để anh đây sẵn. Rồi, từ nha. Đếm nha. Rồi, các bạn. Mấy bé dưới cô vũ cho mấy bạn trên đây nè. Rồi, chúng ta cùng nhau vỗ tay cho ba bạn, cho ba đội nào. Chúng ta bắt đầu trò chơi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh Bo sẽ mời thêm hai cặp nữa nha. Ai muốn chơi trò này nữa nè. Yeah, rồi, ai muốn chơi nè. Rồi, anh Bo sẽ chọn nè. Hồi nãy mình chơi rồi, giờ mình đi vô. Rồi, các bạn đã chơi rồi, mình về chỗ cho chị Bi nè. Rồi, một cặp nữa, một cặp nữa. Bé nào chơi nè. Rồi, giờ chỗ cho chị Bi. Rồi, ra đây. Rồi, con chỗ cho chị Bi nè. Chơi đâu. Rồi, ra đây, mình chơi nha. Bắt đầu nha. Rồi, chị Bi ơi. Cầm giùm anh Bo đi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đưa hai người lại nhau. 1, 2, 3, bắt đầu. Đâu? Đây rồi, mình nhảy đi nè. Rồi, chúng ta đi xong rồi, bộ cho nhảy mình lên. Rồi, mình nhúng nè, nhúng rồi, đúng rồi. Vô cho tay nè. Vỗ tay lên nè. Các bạn ơi, cố lên, chúng ta cùng. Mình vỗ tay nè, mình vỗ tay nè, đúng rồi. Chuyện kể bé nghe. Tiệm bánh mì của Roku. Bánh mì Roku chúc Shin mau khỏe mạnh lại nhé. Hasekawa Yoshifumi.
Hôm nay bé Croku từ nhà trẻ trở về, liền chạy ngay tới chỗ mẹ. Mẹ ơi, bạn xin của con chủ tiệm mì bị bệnh sốt, nên hôm nay phải nghỉ học. Mẹ ơi, cho con sang thăm bạn nha. Nhưng mẹ cậu bé không đồng ý. Mẹ nói con nghe, bệnh cảm rất dễ lây truyền, nên con không đi thăm bạn được đâu. Vậy... Croku chợt nảy ra một ý kiến rất hay. Con sẽ làm bánh mì, vậy thì vào ngày mai sẽ có thể gửi tặng bạn xin rồi. Ý kiến này hay đó. Vậy là cả bà cũng đồng ý rồi. Nhận được sự chỉ dẫn tận tình của ba, Croku đã tập trung nhào bột rất quyết tâm. Bánh mì cho xin, bánh mì cho xin. Nếu con nhào bột đúng cách thì nó sẽ lên men nhanh thôi con trai. Cả ông của Croku cũng muốn giúp đỡ cậu ấy. Sau khi cậu bé nhào xong bánh, ba cậu đã đem nướng chiếc bánh và đây chính là thành quả. Con làm được rồi, ngày mai có thể đem tặng cho bạn xin. Bé Croku thật sự rất khoái chí. Bánh, bánh, bánh. Nhưng sau đó lại có chuyện không may. Sáng ngày hôm sau, không biết vì lý do gì, cậu bé Croku lại tự nhiên phát sốt. Không lẽ do hôm qua đã cố gắng quá sức sao? Mẹ ơi mẹ, bánh mì làm sao đây? Thôi thì lỡ rồi, hôm nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Những việc khác cứ để mẹ giải quyết cho nha. Bé Croku đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Trong giấc mơ có rất nhiều màu sắc cứ quay vòng vòng quanh cậu. Dù đang nằm ngủ nhưng cậu bé vẫn nhớ tới cái bánh. Bánh mì của Shin, bánh mì của Shin. Bất chợt, bé Croku giật mình tỉnh giấc và nghe thấy được giọng nói của mẹ. Hồi nãy tôi có đem bánh Croku làm đưa tới nhà gửi cho bé Shin. Lúc nghe kể biết Croku bệnh, thằng bé đó thật sự đã rất lo lắng cho Croku. Thằng Shin nhà tôi cũng tự làm nó và nhờ tôi đem qua đây tặng cho Croku nè. Và sau đó thì mẹ của bé Shin cầm cái dĩa trong tay đưa cho mọi người xem. À, giờ ngay cả Shin cũng trở thành thợ làm xá xíu rồi sao? Nhận được món quà mà Shin tặng, cậu bé Croku liền vui vẻ hẳn lên. Cảm giác bệnh dường như cũng bay biến đi đâu mất. Một bên nhận bánh mì, một bên nhận xá xíu. Sang ngày hôm sau, cả hai đã cùng vui vẻ chơi đùa rất thân thiết với nhau. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! That's a boat. That's a fast boat. That's a fast boat. That's a boat. That's a fast boat. That's a fast boat. Người bạn đáng yêu ơi! Đô 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 re mi fa mi re đô. Nào mình cùng ngồi lại đây nha, ngắm thế giới quanh ta ô kìa. Thật nhiều điều khó ghê á, và nhiều điều mình yêu thích lắm, nhưng nếu toàn là điều mọi người đều thích lắm, chắc chắn không thể nào được mong là những chuyện buồn phiền sẽ mau biến mất. Nếu có lạc nhau và dù cho có con...
sắc màu cầu vồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.